30 tập chương trình, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh được Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tổ tiên báo mộng, thần tài trả ơn, gặp thời trời ban lộc lớn, trúng số bất ngờ. Khổ mấy cũng đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, tiền vàng ngập lối, giàu có chạm đỉnh. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Thân sinh 1980 thân mến, bạn có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ giải hung quá cát, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có. Nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Và tuổi Canh Thân sinh 1980 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự biến chuyển của thiên can, địa chi ngũ hành của bản mệnh, có chỉ ra rằng đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Canh Thân hữu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, giải hung quá cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý nhé. Vậy vận trình cụ thể ra sao? Ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý bản mệnh tuổi Canh Thân, thân mến, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc, tài lộc, giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 để giúp quý anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho kênh Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi Canh Thân sinh 1980 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 để giúp cho quý anh chị tuổi Canh Thân có thể đón lành tránh dữ, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Người tuổi Canh Thân sinh 1980 cầm tinh con khỉ, đứng ở vị trí thứ 9 trong số 12 con giáp, tuổi theo can chi là Canh Thân, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói. Con nhà Thanh Đế Cô Bần, họ mang trong mình mệnh mộc theo nạp âm là thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Mệnh mộc này tương sinh với mệnh thủy hỏa, xung khắc với mệnh thổ kim. Một loại cây có thể mọc trên đá ở vùng núi cao, thể hiện sự kiên cường như thạch lựu mộc, cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho người có tính cách vô cùng can trường, dám nghĩ, dám làm. Người mang mệnh này là người quyết đoán, đa phần đều đa tài và giỏi giang. Đặc biệt, cuộc sống của họ thuận lợi, thành công, cho dù theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa. Nguyên nhân bổn mạng nạp âm này nằm trong bình lộc, cách mà trong 10 thiên can chỉ có 4 chi giáp. Canh Thân là người được hưởng nhiều tài lộc, đồng thời họ còn có tài, giỏi thích nghi, không ngừng dương cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loại cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá, khô cằn, nên có sức sống mãnh liệt, phi thường để có thể thích nghi tồn tại được. Canh Thân có đầy đủ hai tính chất của can canh, cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động. Người cầm tinh con khỉ cá tính, ngoan cường,
bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy. Canh Thân 1980 nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Canh Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, Canh Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Canh Thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh Thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với Canh Thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Tuổi Canh Thân thiên can mang chữ Canh, có các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng Thái Âm, tứ quả với Thái Dương và Quá Lộc. Với những người tuổi Canh Thân, nếu có người cha tài giỏi có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi Canh Thân sau này. Còn nếu tự thân vận động làm việc, họ có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Nhờ có phúc tinh thiên đồng quá nên làm việc ở môi trường có nhiều người nam sẽ thích hợp hơn người nữ. Canh Thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời, nếu biết khai thác sẽ rất dễ thành công trong sự nghiệp. Canh Thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, Canh Thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo, linh hoạt, là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp Canh Thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, Canh Thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác. Canh Thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế, họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng, làm điểm tựa. Canh Thân có tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của Canh Thân. Đàn ông Canh Thân có cá tính ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Còn phụ nữ Canh Thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Canh Thân sinh 1980. Về phương diện sức khỏe, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ là thời điểm để Canh Thân duy trì sức khỏe tốt. Hãy giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và tránh làm việc quá sức. Khi gặp căng thẳng, hãy chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để giải tỏa và duy trì sức khỏe tốt. Về phương diện tình duyên, gia đạo, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ là thời điểm của những mối quan hệ tốt đẹp và may mắn. Người độc thân sẽ được giới thiệu cho những người phù hợp và có thể tìm được tình yêu trong năm nay. Đối với những người đã có gia đình, hãy chú ý đến nguy cơ của kẻ thứ ba. Bản mệnh hãy luôn biết lắng nghe và hiểu nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Về phương diện công việc và sự nghiệp, tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Canh Thân được đánh giá là khá tích cực và hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới. Mặc dù phải đối mặt với tam tai, nhưng sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp và cá tính mạnh mẽ
sẽ giúp canh thân vượt qua những khó khăn và thử thách. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ là thời điểm để canh thân gặt hái thành công lớn hơn trong công việc. Canh thân sẽ có nhiều cơ hội kết nối với những người bạn mới và được giới thiệu cho những cơ hội việc làm tốt. Những người theo đuổi sự nghiệp sẽ khẳng định được vị thế của mình. Tuy vẫn có những khó khăn nhưng cuối cùng, canh thân sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Về phương diện tài lộc, tài chính trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi canh thân hứa hẹn nhiều cơ hội tăng thu nhập. Thành tích tốt trong công việc sẽ giúp canh thân nhận được khoản hoa hồng và thưởng lớn. Đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô và thu được lợi nhuận cao. Ngoài ra, một số người còn có thể gặt hái may mắn từ các trò chơi hoặc đầu tư về mặt tình cảm. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi canh thân sinh 1980. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi canh thân sinh 1980. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi canh thân sinh 1980, trong tháng 11 âm lịch, tháng này tuổi canh thân có thể đón nhận nhiều tình vui trong lĩnh vực sự nghiệp. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao trong khoảng thời gian này, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm quan càng cho thấy, tháng này, tuổi canh thân cố gắng bao nhiêu thì thành công càng rực rỡ bấy nhiêu. Vì thế, bạn đừng bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân mình nỗ lực. Dù bây giờ bản mệnh phải vất vả hơn mọi người một chút, nhưng sau đó thành quả sẽ vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải dành ít nhiều sự lưu tâm đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh. Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn càng được đánh giá cao bao nhiêu thì càng khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt bấy nhiêu. Đừng vội tin tưởng những kẻ tỏ vẻ thân thiết, nịnh hót mình. Những kẻ đó có thể khiến cho ý chí của bạn lung lay, khiến tuổi canh thân ngủ quên trên chiến thắng, để tiền tìm cơ hội hãm hại bạn đấy. Xét về phương diện tài lộc của tuổi canh thân sinh 1980, trong tháng 11 âm lịch, tài lộc của tuổi canh thân có những điểm sáng rõ rệt trong tháng 11 âm lịch này, nhờ có tam hợp thúc đẩy. Đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, con giáp này còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bản mệnh thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những người còn thiếu kinh nghiệm làm ăn thì cần đề phòng kẻ xấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn chớ nên vội vã nghe theo những lời dụ dỗ bùi tai, đổ tài sản vào những mối đầu tư không làm mà vẫn có ăn. Muốn phát triển một cách bền vững, bạn cần phải dựa vào chính sức lao động của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thưởng triển vọng. Công lao của tuổi canh thân từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi canh thân sinh 1980, trong tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm lịch này, sức khỏe của tuổi canh thân khá tốt. Chính vì vậy, bạn luôn cảm thấy hăng hái khi làm bất cứ công việc gì. Thậm chí càng khó khăn, tinh thần của bản mệnh lại càng hăng hái, càng quyết tâm giải quyết hơn. Tuy nhiên, dù có ham công tiếc việc đến đâu đi chăng nữa, con giáp này cũng không nên bắt bản thân thường xuyên thức khuya dậy sớm. Hãy sinh hoạt có khoa học hơn để cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi canh thân sinh 1980, trong tháng 11 âm lịch, tuổi canh thân tháng này được tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào do tình cảm mang lại.
bạn có thể sống một cuộc sống vô âu, vô lo, do công việc, tài lộc thuận lợi, lại luôn được người khác quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần. Với những người độc thân, bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng, với tính cách cởi mở. Bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau, dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Hãy tiếp tục dành thời gian trò chuyện để đôi bên có thể thấu hiểu nhau hơn. Nếu hai người cũng có mục đích đến là xây dựng gia đình, thì mối quan hệ sẽ lại càng bền vững. Đó có thể là người mà bạn đã trong đời từ lâu đấy. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ vợ chồng mình trong các công việc nhà. Dù hai người không thường xuyên hâm nóng tình cảm, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên luôn luôn ngọt ngào. Đôi bên có cùng quan điểm về nhiều vấn đề nên làm việc gì cũng thuận lợi, đồng lòng, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Mà dù có mâu thuẫn thì cũng là để đôi bên có thể thấu hiểu thêm về nhau. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh 1980. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Thân sinh 1980 trong tháng 12 âm lịch, tuổi Canh Thân tháng này có thể rơi vào dũng lầy với rất nhiều khó khăn và áp lực, vì mọi chuyện khó mà thành công được ngay từ đầu. Nên con giáp này chỉ còn cách là tiến vững chắc và ổn định từng bước một thì mới có thể tự thay đổi vận mệnh. Không có sự ủng hộ của nguyệt lệnh, bản mệnh phải tốn nhiều thời gian và công sức để xoay sở khi các kế hoạch không diễn ra như mong muốn. Ở thời điểm Tết đã đến rất gần, bạn vẫn chẳng được thảnh thơi phút nào để có thể hân hoan chào đón xuân mới. Vì cũng chính là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn ứ khá nhiều, con giáp này vừa phải tất bật hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn động trước kỳ nghỉ xuân dài ngay trước mắt, lại vừa phải chuẩn bị cho các dự định trong năm mới. Cảm giác làm mãi vẫn không hết việc, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, đặt nhiều kỳ vọng nhưng không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Cảm xúc của tuổi Canh Thân lên xuống khá thất thường, bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, tự làm xấu đi các mối quan hệ. Điềm báo cho thấy, bạn có thể vô tình vướng phải thị phi mà nếu xử lý không khéo thì có thể dẫn đến những lời đàm tiếu, ảnh hưởng tới uy tín trong công việc của bạn. Hơn nữa, tâm trạng bất ổn còn khiến bản thân con giáp này thiếu sự bình tĩnh, các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ. Đó cũng sẽ là cơ hội để tiểu nhân nắm thóp, gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Trong tháng chạp này, tuổi Canh Thân còn chịu tác động của hung tinh thiên hình, nên nếu làm việc không tới nơi tới chốn, có thể sẽ vướng phải hàm oan, kiện tụng, dính dáng đến pháp luật. Đặc biệt, những người làm công việc về giấy tờ, sổ sách, việc nhà nước, càng phải biết tự bảo vệ bản thân, tránh hành động lỗ mãng, không màng hậu quả. Trong lúc sự nghiệp phải chịu nhiều áp lực nặng nề, bạn cần mở lòng tâm sự với người khác, đặc biệt là với những người thân thương nhất của mình. Khi đã có điểm tựa tinh thần, bạn sẽ có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Thân sinh 1980 trong tháng 12 âm lịch, tài vận của tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng. Chi tiêu thường xuyên rơi vào cảnh mất cân đối, lúc thì hoang phí, lúc thì lại quá dè chừng. Thời điểm này, nếu không có kế hoạch chi tiêu khoa học, e rằng cuối năm nhưng vẫn còn rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, vay mượn chồng chất. Do không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng, tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi, hầu như khó tụ. Người làm công ăn lương được nhắc nhở cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót. Khi đó, hậu quả không chỉ gây ảnh hưởng đến tập thể mà còn có thể làm giảm thu nhập cá nhân. Cuối tháng, con giáp này có thể nhận được những khoản lương thưởng Tết cho nỗ lực cả năm, nhưng cũng bởi có nhiều hạng mục cần sắm sửa cho Tết, trả nợ, thanh toán hóa đơn nên hao hụt khá nhanh. Để hạn chế tình trạng tiền trôi khỏi túi, bạn có thể liệt kê chi tiết các khoản mua sắm cho Tết, để có thể đánh giá mục nào có thể cắt giảm. Nên nhớ tình hình chung không quá khả quan, hãy đón một cái Tết tiết kiệm và thiết thực nhất. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Thời điểm cận kề năm mới, tốt nhất nên tập trung hoàn thành những kế hoạch dang dở, hạn chế mở mang mới, kẻo nguy cơ lại ít lỗ nhiều. Dù có muốn đầu tư cũng cần phân tích kỹ các nguồn tin,
chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của do hung tinh thiên hình đưa đến. Đặc biệt, tháng có tiểu hao xuất hiện, đi xa không có lợi hoặc bạn sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc trong trường hợp bắt buộc, nên xem ngày tốt xấu và chọn hướng xuất hành tốt để đi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân sinh 1980, trong tháng 12 âm lịch. Trong một tháng có nhiều vấn đề phải lo nghĩ nên thể trạng của tuổi Canh Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ, áp lực công việc, tiền bạc đè nặng khiến cho bạn thường cảm thấy chán nản, mệt mỏi, ăn uống kém ngon, mất ngủ, nóng trong người. Rất may những triệu chứng khó chịu này có thể cải thiện bằng chính những thay đổi của bạn. Bản mệnh cần phải suy nghĩ thoáng hơn. Khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang như té ngã, bị thương, tai nạn. Tuổi Canh Thân cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa để có thể đón một cái Tết an lành. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Thân sinh 1980, trong tháng 12 âm lịch. Chuyện tình cảm của tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này cũng được dự báo kém sắc, thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà cãi giả thì nhiều. Các cặp vợ chồng đều khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng, mối quan hệ vợ chồng dễ xảy ra xung đột. Nguyên nhân chính có thể xuất phát từ vấn đề tiền bạc, công việc bế tắc, tiền bạc ảm đạm, khiến tinh thần bản mệnh rất bí bách. Chỉ cần chút va chạm thường ngay cũng khiến cảm xúc của bạn bùng nổ, dễ cáu bẳn, trút giận lên nửa kia hoặc con cái gia đình, vì thế mà ngập tràn sự căng thẳng. Khúc mắc này không sớm hóa giải sẽ khiến không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong nhà, việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Bên cạnh đó, thiên hình lại mang đến sự ngột ngạt. Con giáp này khó mà mở lòng chia sẻ với nửa kia hay người thân trong gia đình về những vấn đề đang gặp phải. Nhưng cứ giữ trong lòng cũng không phải cách giải quyết tốt nhất. Bạn có thể chia sẻ sơ bộ để người thân hiểu và thông cảm làm điểm tựa tinh thần cho bạn, tâm trạng sẽ dơi bớt phần nào. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Canh Thân sinh 1980 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Canh Thân với tuổi Tý. Tuổi Canh Thân và tuổi Tý cũng dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn, kinh doanh. Tuổi Canh Thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc. Tuổi Tý quyết đoán, giỏi ứng biến với nhiều tình huống sự cố bất ngờ xảy ra. Tuổi Canh Thân với tuổi Sửu. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Sửu chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì với một mục tiêu cố định. Điều đó có vẻ làm tuổi Canh Thân khó chịu khi họ nhanh nhẹn, tháo vát và có thể thay đổi mục tiêu bất kỳ lúc nào. Tuổi Canh Thân với tuổi Dần. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ của tuổi Canh Thân và tuổi Dần cũng khó có thể duy trì lâu dài. Những người tuổi Dần có sự ảnh hưởng sâu sắc của tiền bạc, địa vị và uy quyền, họ sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu đến khi đạt được những điều mình mong muốn. Còn tuổi Canh Thân lại thích hưởng thụ hơn là lao động vất vả. Khi gặp khó khăn, họ dễ chán nản và chạy theo những điều mới mẻ, hấp dẫn khác. Tuổi Canh Thân với tuổi Mão. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này chỉ thực sự hiệu quả nếu như tuổi Canh Thân và tuổi Mão đảm nhiệm đúng vai trò, vị trí của mình. Tuổi Canh Thân nên là người lãnh đạo, chỉ huy và lập ra kế hoạch rõ ràng, còn tuổi Mão sẽ là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ tuổi Canh Thân hoàn thành công việc. Tuổi Canh Thân với tuổi Thìn. Tuổi Canh Thân và tuổi Thìn là cặp đôi khá lý tưởng. Nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau, những công việc khó khăn, nguy hiểm sẽ không khiến họ sợ hãi bỏ cuộc. Bởi tuổi Canh Thân ưa mạo hiểm, còn tuổi Thìn thì sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Tuổi Canh Thân với tuổi Tỵ. Sự hợp tác của tuổi Canh Thân và tuổi Tỵ trong công việc làm ăn sẽ đem lại nhiều hiệu quả thành công. Nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra nếu như tuổi Canh Thân quá đề cao vai trò của mình. Hơn nữa, tuổi Tỵ cũng là người rất tự tin, không muốn thua kém ai. Hai tuổi này đều muốn mình là người đứng đầu lãnh đạo công việc. Tuổi Canh Thân với tuổi Ngọ. Tuổi Canh Thân và tuổi Ngọ đều thích tự do và bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, độc đáo. Họ có thể hợp tác làm ăn với nhau,
nhưng mối quan hệ này sẽ không đạt được hiệu quả cao nếu gặp phải khó khăn. Tuổi Canh Thân và tuổi Ngọ đều có xu hướng chán nản, thay đổi mục tiêu. Tuổi Canh Thân với tuổi Mùi. Nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn, kinh doanh với nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn, bất đồng xảy ra. Tuổi Mùi nghiêm túc tập trung vào công việc, trong khi tuổi Canh Thân lại tỏ ra thờ ơ với những kế hoạch của tuổi Mùi. Mối quan hệ này thường xuyên trải qua nhiều căng thẳng và khó có thể gắn bó lâu dài. Tuổi Canh Thân với tuổi Thân. Người tuổi Canh Thân không bao giờ chịu thua kém ai, họ thích lãnh đạo và đứng trên người khác. Nếu hai người tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng bị đổ vỡ bởi những mâu thuẫn gay gắt thường xuyên xảy ra. Tuổi Canh Thân với tuổi Dậu. Sẽ êm đẹp hơn nếu như tuổi Canh Thân và tuổi Dậu trở thành đối tác làm ăn của nhau. Tuổi Canh Thân sẽ là người lãnh đạo, tiên phong trong công việc, còn tuổi Dậu luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ, giúp tuổi Canh Thân thành công trong sự nghiệp. Sự hợp tác này mang lại nhiều hiệu quả, họ có thể thành lập một công ty riêng cho mình. Tuổi Canh Thân với tuổi Tuất. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tuất sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi cho sự nghiệp của người tuổi Canh Thân. Tuổi Canh Thân dù đôi lúc cố chấp, bảo thủ cũng phải cúi đầu, ngã mũ trước sự thuyết phục, lý lẽ của tuổi Tuất. Hai tuổi này bổ sung, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Tuổi Canh Thân với tuổi Hợi. Sự kết hợp của hai tuổi này sẽ mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, mối quan hệ này trở nên hòa hợp, gắn bó lâu dài. Sự chăm chỉ, thật thà của tuổi Hợi luôn khiến tuổi Canh Thân tin tưởng, hài lòng. Quý khán giả thân mến, thành công, giàu có và hạnh phúc là đích đến của tất cả chúng ta, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được. Muốn giàu phải chấp nhận mất đi bốn thứ này, càng giữ càng nghèo, biết sớm là phúc. Một là tính nóng giận. Một người muốn thành công và trở nên giàu có, chắc chắn trước tiên anh ta phải mất đi tính nóng giận và sau đó học cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Cảm xúc thực tế chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu bạn không thể kiểm soát tốt được một phần đó thì thật khó có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống của mình. Người xưa nói rằng, kẻ mạnh chính là người biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Những người thực sự mạnh mẽ thường sẽ từ bỏ cảm xúc của bản thân. Họ biết cách nhẫn nhịn và không hề dễ nổi nóng. Nhẫn chính là để tích lũy sức mạnh, củng cố được bản thân, lấy đà để phát triển. Hai là sức ỷ của bản thân. Ai cũng biết để đi đến thành công, chúng ta phải kiên trì theo kế hoạch đặt ra. Một thời gian biểu hợp lý sẽ giúp chúng ta quản lý thời gian và công việc của mình. Tuy nhiên, kế hoạch thì có thể rất tỉ mỉ nhưng ít ai có thể kiên trì với nó, khiến cho kế hoạch đổ bể. Việc để cho mình sống thoải mái, tự do sẽ làm loãng dần tham vọng của mỗi người. Chỉ có thử thách, gian nan mới là một gáo nước lạnh dội cho đầu óc chúng ta trở nên tỉnh táo, sáng suốt để có thể đạt được những điều lớn lao hơn. Một khi đã đạt được thành công và sự giàu có rồi, nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ nhận ra những giai đoạn thất bại đã trải qua đều là do chính bản thân bạn không vượt qua được sức ỷ của chính mình. Một khi đã vượt qua được điều này rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy những câu trả lời tốt hơn và sẽ khám phá được nhiều hơn về khả năng của bản thân. Lúc này, thành công và sự giàu có mới có thể mở rộng cửa ra để đón chào bạn. Ba là tính phụ thuộc. Ở đời này, chỉ khi đi trên đôi chân của chính mình mới có cảm giác vững chắc. Chỉ cần học cách tự lập và dựa vào chính mình thì mới có thể làm giàu bền vững được. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm, tận dụng sự giúp đỡ từ những người khác, nhưng không nên phụ thuộc vào họ. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ tự tạo ra được tài sản cho riêng mình. Bạn phải biết rằng, kẻ mạnh thực sự họ luôn luôn độc lập, mạnh mẽ và can đảm trên con đường làm giàu. Chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ, bạn mới có thể chạm tay tới thành công. 4 là thói quen quen hay than vãn. Cuộc sống này không bao giờ là dễ dàng cả, nhưng mỗi người lại có cách hành xử khác nhau khi đối mặt với những khó khăn. Có người chọn cách than thở, nhưng có người lại tiếp nhận nó với sự lạc quan, tích cực. Việc than phiền sẽ không chỉ khiến bạn mất đi năng lượng, mà còn khiến bạn mất phương hướng trong suy nghĩ cũng như hành động. Vì vậy, muốn thành công được thì hãy dừng sự phàn nàn lại. Khi bạn bớt phàn nàn và sẵn sàng chấp nhận đối mặt với những rắc rối một cách tích cực, chắc chắn bạn sẽ thấy mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn và sự giàu có cũng sẽ chờ đón bạn phía trước. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Canh Thân sinh 1980.
trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.